chặt cây bạch đàn đi câu vào cái kết. Anh này nghe nói mới ở trên núi xuống nên còn bỡ ngỡ với phố xá. Đói quá anh mới phải dùng tuyệt kỹ trên núi để đi kiếm thức ăn. Anh chặt một cây bạch đàn để làm cần kiếm cơm, buộc thêm cho nó ít bu lông ốc vít vào để dây nó không bị rối. Xỏ dây qua mấy cái vòng này và buộc thêm cái phao và lưỡi nữa là xong. Ốc thì anh đi dọc bờ hồ bắt được nửa chậu, anh đập 1/3 ra rồi cho thêm thính vào ủ khoảng 2 tiếng. Đổ mồi ủ xuống ổ và đợi cá vào. Vì bài mồi quá chất lượng mấy chú cá đã không cưỡng lại nổi nên đã kéo nhau tới ăn. Anh dùng hết tuyệt kỹ của mình giật liên tục, nhưng vì cây bạch đàn dẻo quá đóng cá nó không đủ nhanh để xuyên qua vảy của mấy con chấm đen kia. Khi đóng chúng thì nó lại không giữ nổi làm anh thổ dân mếu máo với cây cần này. Giá như cần bằng tre thì mọi thứ đã khác. Nhược điểm của cái con cần đấy là tài tình thì cực kỳ khỏe, nhưng mà khi thực chiến thì đóng cá cái con bóng, đóng là bóng mà không bóng thì nổ.